trước đây Shark Tank vừa có Smart Lock ấy, em có biết bên đấy bọn em không consider là một đối thủ cạnh tranh của bên em, bởi vì bên họ không phát triển thuật toán nào đặc biệt. Thì họ cũng nói là họ cũng định tuyến, họ cũng làm gần tương tự như em. Em có thể proof luôn là nếu mà họ giải quyết được cái bài toán này thì bọn em có thể cho thử. Thật sự thì hiện nay trong cái quan hệ, vì em là nhân làm ngân hàng, em có rất nhiều quan hệ với các anh chị giàu có. Thì em gọi mức 2 tỷ để đảm bảo an toàn cho các shop và đảm bảo cho em để lấy niềm tin với nhau trước cho những cái giai đoạn tiếp theo. Tại business càng ngày nó càng growing up lên, cho nên em khá, về mặt cảm tính em khá thoải mái với chị Linh hơn, vì em là người make decision trong tất cả business. Cho nên em hy vọng là Sắc Thủy cân nhắc một tỷ lệ cổ phần cho em là người quyết định. Điều kiện của em là gì với Sắc Thủy? Dạ, em nghĩ là 5 tỷ 45%, ok. Không 51%. Anh Thủy nên cân nhắc. TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.